hơn xui rồi nha. Nhưng mà sống mà chết luôn, khỏi ăn luôn. Sống nhăn rồi nè. Đậu không à. Con hỏi chi kỹ vậy? Thôi con không nói kỹ đâu. Nói kỹ trên đây bị YouTuber quét đó con. Con biết cô tên là Mộng được rồi. Cô tên Mộng được rồi. Mộng mơ, mơ mộng. Cô hỏi, con hỏi kỹ quá. Hồi cô bị YouTuber quét cô đó. Cứ làm gì chính. Có mấy cái mốt chính này. Dạ hả, ngoan hả anh? Ừ nó ngoan là được rồi. Con của em lì quá. Đúng rồi, có mấy con chó nó không thích anh. Nó không thích anh. Chó nhà em cũng vậy á. Chó nhà em vậy á, chó anh ta hiền lắm. Mà chó em cũng đi cắn chó anh ta. Chúng nó ba gai á. Nó ba gai á anh. Ba gai á. Ba gai cái nó cắn.